Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều mùng 2 tháng 6, Thừa ủy của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình tờ trình về dự án luật căn cước. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong quá trình lập đề nghị xây dựng luật căn cước công dân sửa đổi, Chính phủ đã thống nhất thông qua 4 chính sách trong đề nghị xây dựng luật, trong đó bao gồm chính sách về việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch và căn cước điện tử. Vì vậy, để cụ thể hóa các chính sách nêu trên trong dự thảo luật được đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm tính bao quát và phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, Chính phủ đã chỉnh lý tên gọi của dự án luật từ luật căn cước công dân sửa đổi thành luật căn cước. Bộ trưởng Tô Lâm đã nêu một số nội dung mới cơ bản của dự thảo luật, cụ thể về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, dự thảo luật sửa đổi bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay, sửa đổi quy định về thông tin, số thẻ căn cước, dòng chữ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, dòng chữ thẻ căn cước, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú. Việc thay đổi cải tiến như trên, theo Bộ trưởng là để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân. Các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chip điện tử trên thẻ căn cước. Đối với những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này. Về người được cấp thẻ căn cước, dự thảo luật bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước. Theo Bộ trưởng Bộ Công an, việc cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc. Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước, dự thảo luật bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân, ngoài thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước vào thẻ căn cước. Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng gửi Quốc hội báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi. Liên quan tới vấn đề cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi là chính sách mới trong dự thảo luật, ông Tô Lâm cho hay, đây là chính sách đã được Chính phủ thống nhất, thông qua trong đề nghị xây dựng dự thảo luật. Ông Tô Lâm khẳng định, dự thảo luật đã bổ sung và quy định rõ việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi là không bắt buộc và thực hiện theo nhu cầu của người dân. Trước đó, thẩm tra nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra là Ủy ban Quốc phòng, An ninh đề nghị đánh giá thêm về việc cấp căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi, đồng thời tính toán chi phí, ngân sách nhà nước bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện luật. Báo cáo của Chính phủ khẳng định, việc bổ sung quy định nói trên là khả thi bởi hiện đã có sự thay đổi về công nghệ thu nhận sinh trắc học của con người. Ví dụ, với vân tay sẽ sử dụng bộ thu nhận vân tay điện tử thay thế cho dùng mực lăn tay, chỉ bảng, nên có thể thu nhận được vân tay của người từ đủ 5 tuổi trở lên mà vẫn bảo đảm yêu cầu về đối sánh dữ liệu sinh trắc học và yêu cầu quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, theo ông Tô Lâm, việc cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi cũng phù hợp với quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh. Hiện nay vẫn đang thực hiện cấp hộ chiếu thị thực cho trẻ em mới khai sinh, có chụp ảnh khuôn mặt và các quy định pháp luật khác có liên quan. Báo cáo nêu rõ, việc này bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho người dân tham gia các giao dịch dân sự, nhất là giao dịch thiết yếu phục vụ cuộc sống. Giải trình thêm về chi phí, lợi ích kinh tế, xã hội đem lại khi cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, Chính phủ cho biết Bộ Công an đã rà soát, đánh giá và thấy rằng nếu thực hiện quy định này, xã hội sẽ không tốn chi phí trong cấp sổ tiêm chủng 10.000 đồng một sổ, sổ khám chữa bệnh 10.000 đồng một sổ, một cơ sở y tế, trung bình một trẻ khám 2-3 cơ sở y tế, thẻ bảo hiểm y tế 5.000 đồng một thẻ một năm, thẻ học sinh 5.000 đồng một thẻ một năm học một người. Chính phủ tính toán với 19 triệu công dân dưới 14 tuổi, ước tính số tiền nhà nước và xã hội phải chi cho một số ít loại giấy tờ trên là khoảng 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn tiết kiệm chi phí sao y, chứng thực, công chứng giấy tờ từ 2.000 đồng đến 10.000 đồng một trang. Trong khi đó, chi phí sản xuất mỗi thẻ căn cước là 48.000 đồng. Với 19 triệu trẻ dưới 14 tuổi, nếu có nhu cầu cấp căn cước, chi phí tốn khoảng hơn 900 tỷ đồng.
chi phí cấp đổi, cấp lại cho người dưới 14 tuổi, nếu bị mất, đổi theo nhu cầu do công dân thanh toán, không tốn ngân sách nhà nước. Do vậy, chính phủ khẳng định, hiệu quả về lợi ích kinh tế xã hội đem lại khi thực hiện quy định này là rất lớn. Cũng liên quan đến việc cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh tính cấp thiết của việc sửa đổi luật căn cước công dân, đặc biệt là trong việc bảo vệ quyền trẻ em, quyền của người yếu thế. Bộ trưởng Tô Lâm nêu, luật căn cước công dân đã thi hành gần 7 năm, trong thời gian đó có rất nhiều chỉ đạo nhằm phục vụ nhân dân. Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương đề ra mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ dân số Việt Nam được quản lý trong hệ thống dân cư quốc gia thống nhất. Đây là chỉ đạo rất quan trọng. Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị cũng xác định xây dựng phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng quốc gia đồng bộ trong hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng đồng bộ thống nhất. Đến nay, đã giữa nhiệm kỳ, đến năm 2030, chỉ còn ít năm nữa cơ sở này nếu không hoàn thành sớm thì rất khó đạt mục tiêu. Giải thích thêm về đề xuất cấp căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhận định việc này phục vụ rất tốt cho các kỳ thi, cũng như nhu cầu chính đáng khác của trẻ em như đi máy bay, sử dụng điện thoại. Đại tướng Tô Lâm nêu quan điểm và khẳng định trẻ được tham gia các hoạt động trên môi trường mạng, nhưng để tránh những bất cập, chúng ta phải hoàn thiện những vấn đề này. Chúng ta kêu gọi xây dựng chính phủ điện tử thì các cháu cũng phải được giao dịch. Bây giờ đăng ký điện thoại, SIM điện thoại phải có căn cước. Thế các cháu dưới 14 tuổi có được dùng điện thoại không? Hay bố mẹ đăng ký để con dùng? Tuy nhiên, theo ông Tô Lâm, ngoài hộ chiếu và giấy khai sinh, các cháu không có giấy tờ gì để giao dịch. Trẻ đi học phải dựa vào giấy khai sinh, nhưng giấy này không chứng minh được người khai sinh là người giám hộ. Theo quy định, khi đi máy bay, trẻ phải có giấy khai sinh. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều gia đình đối phó bằng cách khai mất giấy khai sinh hoặc có trường hợp mượn giấy khai sinh của một cháu khác có thông tin tương thích. Rất nhiều bất cập liên quan chưa được giải quyết. Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm cung cấp thông tin, ở nhiều nước trẻ em mới sinh ra được cấp hộ chiếu ngay, ASEAN có xu hướng thống nhất các loại giấy tờ, theo đó có căn cước công dân, có thể không cần hộ chiếu. Nếu có quốc gia thống nhất, thì công dân Việt Nam cũng có thể đi lại các nước ASEAN bằng căn cước công dân. Ông cũng cho biết nếu đề xuất được Quốc hội thông qua, thì căn cước công dân của trẻ em cũng sẽ không làm theo thời hạn như người lớn. Do đặc trưng phát triển của trẻ em thì 5 năm phải thay đổi một lần. Trong hệ thống được quản lý đồng bộ thì không sợ có sự cố. Mục tiêu là 100% nhân dân giao dịch được trên môi trường điện tử. Theo Bộ trưởng, xét về mặt kinh tế, xã hội cũng rất thuận lợi nếu mọi người dân, kể cả trẻ em, đều có căn cước công dân. Tại hội thảo lấy ý kiến góp ý của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Trần Chiến Thắng, Đại học Cảnh sát Nhân dân cho rằng trẻ em dưới 6 tuổi không thể tự mình dùng thẻ căn cước thực hiện các giao dịch, thủ tục như đi máy bay, du lịch mà phải thông qua cha mẹ, người giám hộ. Đồng thời, Đại tá Thắng nêu vấn đề căn cước là giấy tờ có giá trị pháp lý, trẻ em phải sử dụng căn cước, nếu có hệ quả xảy ra thì ai chịu trách nhiệm. Đồng tình, đại diện phòng tư pháp huyện Nhà Bè cho rằng sẽ khó kiểm soát việc trẻ là đối tượng chưa đủ năng lực hành vi, nhận thức sử dụng thẻ căn cước. Tương tự bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần thiết đánh giá thêm việc cấp thẻ căn cước cho trẻ. Bà Hương phân tích, trẻ dùng căn cước tham gia các giao dịch dân sự được không, quản lý thế nào, có làm phát sinh thủ tục hành chính không. Bổ sung thêm, Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó trưởng Công an quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng khi làm căn cước cho trẻ thì phải tính toán có cần thiết thu dữ liệu sinh trắc, vân tay, hình ảnh của trẻ hay không, vì vân tay của trẻ không rõ ràng và hình ảnh khuôn mặt trẻ thay đổi theo từng năm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!